Indonesia lần đầu vượt qua vòng loại U23 châu Á, thắng Turkmenistan 2-0 ở lượt cuối bảng K vòng loại tối ngày 12 tháng 9. Indonesia lần đầu tiên giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á. Eva Jenner phải ăn mừng khi mở tỷ số cho Indonesia trong trận thắng 2-0 Turkmenistan ở vòng loại U23 châu Á 2024. Trước trận, Indonesia có cùng 3 điểm như Turkmenistan, nhưng dẫn đầu bảng với hiệu số 9 so với 4 của đối thủ. Bên cạnh đó, đội được thi đấu trên sân nhà Manahan, Surakarta. Một trận hòa là đủ để hai đội cùng nhau đi tiếp, nhưng Indonesia vẫn dồn lên tấn công. Phút 40, tiền vệ trung tâm Eva Jenner ghi bàn mở tỷ số. Jenner sinh năm 2004 tại Hà Lan nhưng có bà nội sinh ra tại Java. Indonesia nên vừa được nhập tịch vào tháng 5 năm 2023. Anh từng ăn tập tại lò đào tạo Ajax Amsterdam giai đoạn 2014-2016, rồi chuyển sang United và mới được đôn lên đội một câu lạc bộ này năm nay. Bị dẫn, Turkmenistan phải dồn lên tấn công nhưng không thể ghi bàn. Phút bù thứ 2 hiệp 2, Pratama Ahan dứt điểm đập người đối phương ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà. Với tư cách nhất bảng K, Indonesia lần đầu vượt qua vòng loại U23 châu Á ở lần thứ 6 tham dự. Huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng đi vào lịch sử bóng đá xứ vạn đảo khi trở thành người đầu tiên giúp đội U20, U23 và đội tuyển quốc gia dự vòng chung kết châu Á. Indonesia đã bị loại từ vòng bảng U20 châu Á 2023. Đến tháng 1 năm 2024, đội thi đấu ASEAN Cup khi cùng bảng D với Việt Nam, Iraq và Nhật Bản. Dốt sang con, giữa, ghi bàn duy nhất giúp Thái Lan thắng Malaysia 1-0 để giành ngôi nhất bảng H vòng loại U23 châu Á 2024. Bên cạnh Indonesia, Đông Nam Á có Việt Nam, đội nhất bảng C, và Thái Lan, nhất bảng H, đi tiếp. Cả hai cùng có lần thứ 5 vượt qua vòng loại. Việt Nam thắng 6-0 Guam, 1-0 Yemen và hòa 2-2 Singapore, còn Thái Lan thắng 5-0 Philippines, 3-0 Bangladesh và 1-0 Malaysia. Malaysia xếp nhì bảng H với 6 điểm và hiện đứng thứ 4 trong danh sách các đội nhì bảng, tương ứng suất dự vòng chung kết. Cửa đi tiếp của Malaysia khá cao khi chỉ còn Tajikistan bảng Y và Campuchia bảng Y cạnh tranh. Ở lượt trận cuối, hai đội này đều đụng các đối thủ mạnh, Tajikistan gặp Australia, còn Campuchia gặp Ả Rập Saudi, nên khó có cơ hội chiến thắng. Hiện tại, vòng chung kết U23 châu Á 2024 đã xác định 5 đội có tên cùng chủ nhà Qatar là Hàn Quốc, Việt Nam, UAE, Thái Lan và Indonesia. 10 cái tên còn lại sẽ được xác định sau khi loạt trận tối ngày 12 tháng 9 và rạng sáng nay ngày 13 tháng 9 kết thúc.